Thắng ơi, laptop của chị sắp hỏng rồi, em mua chị một laptop mới đi. Ủa, thì chị muốn laptop như thế nào? Chị á, chị thích một laptop kiểu đẹp này, nhẹ này, mỏng này. Ngoài ra nó còn kiểu màn hình đẹp để chị có xem phim. Chị cũng thích làm việc kiểu năng kỳ bình thường thôi là được rồi. Ở bàn phím gõ phải thích nữa. Với cả là nó bé thôi, nó to ra mình không thích đâu. Nó phải mát hơn, nó phải gõ bằng kim loại để kiểu sờ kiểu sao xịn mịn con người ấy. Còn gõ nhẹ kiểu oh, đẹp, không thích, không thích, không thích. Này, em thấy ok à, tao ra. Ui, bây giờ em đi mua laptop ngay cho chị luôn. Later. Chị ơi, em đem laptop về rồi này. Đâu? Đây chị ơi, Acer Helios 300 chị ạ. Cực kỳ là xịn luôn đấy. Laptop gaming à? Ui, laptop này xịn lắm nhá. Chơi được game nhá, làm được việc nhá, mọi thứ luôn. Màn hình cũng đẹp QHD như chị mong muốn. Chị cảm ơn em. Ôi dồi, không có gì đâu chị ạ, không có gì nhiều đâu. Thôi nhà em đi nhá. Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hacom. Các bạn thân mến, mình vừa mới nhờ giáo sư Hoàng, một người có kiến thức cũng khá là uyên bác trong công nghệ, để có thể mua được một chiếc laptop phù hợp với mình. Và vâng, em ấy đã mua cho mình một con laptop gaming, hình như là Acer Helios thì mình cũng không nhớ tên nữa. Nhưng đại loại là nó kiểu rất là to, rất là cồng kềnh và mình cũng đâu có nhu cầu để chơi game đâu, đúng không? Chẳng hiểu sao em ấy lại có thể mua cho mình một con laptop như vậy. Chính vì thế mà mình đã quyết tâm làm video ngày hôm nay để dành tặng cho tất cả các chị em mà muốn có nhu cầu để sử dụng hay là mua một chiếc laptop để phục vụ cho những nhu cầu của mình mà thực sự phù hợp nhá, để chúng ta không còn quá phụ thuộc vào các bạn con trai, các anh con trai hơn nữa. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ liệt kê cho các bạn 5 yếu tố để chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc laptop phù hợp với yêu cầu của các chị em chúng ta. Đầu tiên sẽ không còn là tiền đâu nữa mà sẽ là ngoại hình. Đó chính là một chiếc laptop có thiết kế đẹp và đa dạng. Thứ hai chúng ta phải kể đến đó chính là độ mỏng nhẹ của em laptop đó. Và thứ ba sẽ là một chiếc màn hình đẹp. Thứ tư, hiệu năng ổn định. Và cuối cùng sẽ là độ bền cũng như là pin trâu. Và tiêu chí đầu tiên mà mình đã nói đó chính là một chiếc laptop có thiết kế đẹp và đa dạng. Tuy là mỗi bạn sẽ có những cái cá tính, những cái màu sắc tính cách riêng, nhưng mà mình có thể tự chung lại những cái điểm chung khi mà chúng ta lựa chọn một chiếc laptop được coi là có thiết kế đẹp và đa dạng ở đây. Sẽ là những cái điểm nhấn trong thiết kế, vị trí để đặt để logo như thế nào này, vân hoa của phần vỏ sẽ như thế nào, ví dụ vân gỗ hay là có những cái lớp hoa văn gì gì đấy để trang trí cho chiếc laptop của chúng ta bắt mắt hơn, đúng không? Và sự đa dạng màu sắc nữa. Mỗi bạn sẽ có những cái sự yêu thích màu sắc riêng, không phải là con gái nào cũng thích màu hồng. Mình có thể kể ra đây một số cái ví dụ những cái chiếc laptop để các bạn có thể tham khảo một vài option nhé. Đầu tiên chúng ta có thể kể đến đó là Acer Swift 3, một hãng laptop cũng tương đối là có mức giá khá là rẻ và dễ tiếp cận với cả nhiều chị em phụ nữ chúng ta. Và đơn giản là chiếc Acer Swift 3 này có rất là nhiều phiên bản màu sắc để cho mọi người lựa chọn. Vàng cũng có, bạc cũng có, hồng cũng có. Ngoài ra nó còn có những cái điểm trang trí khác mình không nhớ nữa, thì mình sẽ để hình ảnh cũng như link ở phần mô tả cho các bạn có thể tham khảo. Một option nữa mà trong phần thiết kế đẹp và đa dạng này mình cũng có thể đề cập cho các bạn ở đây, đó là chính là em laptop ZenBook Duo. Em này thì nổi tiếng là có hai màn hình, rất là phù hợp với những bạn mà làm thiết kế, có những cái công việc liên quan đến multimedia một chút. Còn nếu không thì chúng ta nhìn vào chúng ta cũng thấy, ui, chiếc laptop này rất là đặc biệt về mặt thiết kế, đúng không? Nó có đến tận hai màn hình. Và chính những cái điểm đặc biệt và khác biệt như vậy sẽ là những cái điểm thu hút chị em chúng ta trong phần ngoại hình. Tiếp theo hãy cùng đến với tiêu chí thứ hai của chúng ta, đó là mỏng nhẹ nào. Chúng ta hay nói ở đây với nhau là chị em phụ nữ thì sao? Chân yếu tay mềm, đúng không? Đúng là như vậy, chúng ta không phù hợp với những thứ gì đó nó quá là to hay là những công việc nặng nhọc. Thì chiếc laptop của chúng ta cũng sẽ như vậy, ưu tiên hơn những chiếc laptop có thiết kế mỏng nhẹ. Mỏng nhẹ ở đây thể hiện như thế nào? Mình sẽ đặt ra một cái quy chuẩn theo cái cá nhân mình thấy thôi. Về thứ nhất là về độ mỏng, là độ dày của chiếc máy là cái phần này này, thì nó sẽ dưới 1,5cm. Tầm này à mọi người? Mình cũng không chắc nữa, nhưng mà nó sẽ là như vậy, 1,5cm. Vậy còn độ nhẹ của em nó thì sẽ như thế nào? Nhẹ ở đây sẽ là dưới 1,5kg. Sẽ không nặng kịch kiểu 2,5 cân, gần 3 cân giống như kiểu mấy cái laptop gaming như các anh nam hay sử dụng. Ok, nó sẽ có hiệu năng khỏe một chút đấy, nhưng mà chị em chúng tôi không cần điều đó, đúng không? Chị em chúng tôi cần sự thuận tiện khi mà di chuyển để có thể mang laptop đi ra cà phê với bạn bè, đi đến trường học, học tập hay là đi làm việc, đúng không? Ok, chiếc laptop đã mỏng nhẹ rồi, vậy thì sạc của nó như thế nào? Chúng ta phải check xem nha. Cũng có một vài trường hợp là cái chiếc laptop nó rất là bé, rất là mỏng nhẹ, nhưng mà sạc của em nó thì cũng không phải dạng vừa đâu, kiểu vậy đó. Thì chúng ta phải check xem. Vậy thì để đáp ứng được những cái tiêu chuẩn mỏng nhẹ mà mình vừa nói, thì mình nghĩ là một chiếc laptop có kích thước khoảng từ 14 inch đổ xuống, nó sẽ là kiểu 13,3 inch hoặc 14 inch, thì sẽ phù hợp và đáp ứng được cái tiêu chuẩn mỏng nhẹ mà mình vừa nói trên. Còn những chiếc laptop 15,6 inch thì mình nghĩ là khá là khó để có thể
đạt được độ mỏng hay là cân nặng như vậy. Mình có thể gợi ý cho các bạn một vài option ở đây, ví dụ như là những fan của Apple đâu rồi ạ, chắc chắn phải kể đến MacBook rồi đúng không? Phải nói sao nhỉ, kể cả là dòng M1 mới ra mắt gần đây hoặc là những cái dòng trước đây thì MacBook vẫn rất là có uy tín trong việc là có một chiếc laptop sang trọng nhưng mà rất là mỏng nhẹ, phù hợp với rất là nhiều bạn nữ văn phòng hay đơn giản chỉ là bạn nữ thôi đúng không? Và mức giá của em nó thì cũng dao động, hiện tại thì cũng nếu mà MacBook Air M1 thì cũng chỉ khoảng 26-27 triệu thôi. Ngoài ra thì còn một chiếc laptop phải nói là siêu nhẹ luôn, nhẹ nhất mà trong những chiếc laptop mà mình từng biết, đó chính là LG Gram. Cân nặng của em nó là dưới 1 kg nha, dưới 1 kg mọi người, kiểu chắc là cầm được bằng một tay luôn á. Thì chiếc laptop này có giá cao hơn một chút, nhỉnh hơn một chút, đó là 32 triệu. Thì các bạn có thể tham khảo hai cái option này nhá. Thiết kế của em nó cũng rất là đẹp đấy. Này này mấy chị em, khai thật với tôi đi, có phải là mấy chị em mua laptop về ấy, làm việc là phụ, học tập là phụ, còn kiểu xem phim này, cày game show này, xem các oppa là chính đúng không? Khai thật đi để tôi còn giới thiệu cho mọi người những chiếc laptop phù hợp với chị em mà có những chiếc màn hình rất là đẹp nhá. Ok, vậy thì chúng ta sẽ có những tiêu chuẩn như thế nào để có thể đánh giá là đây là một chiếc laptop có màn hình đẹp? Mình phải kể đến đầu tiên đó chính là độ phân giải của em nó. Ít nhất là sẽ phải từ Full HD trở lên. Cái này thì chắc chắn là khi các bạn đi mua hàng thì nhân viên tư vấn cũng sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin về thông số kỹ thuật này rồi. Với màn hình Full HD thì nó có thể đảm bảo tốt cái nhu cầu cày game và ngắm oppa của các bạn rồi. Còn nếu mà các bạn làm các tác vụ liên quan đến đồ họa thì ok, các bạn sẽ có những cái yêu cầu riêng biệt. Và chắc chắn là những bạn có cái sở thích hay là cái nhu cầu làm việc đấy thì các bạn ấy bắt buộc phải tìm hiểu kỹ hơn để mình có được một cái sản phẩm ưng ý rồi đúng không? Tiếp đến nữa là chúng ta sẽ nói đến cái chất lượng build màn hình, đó là tấm nền cũng như là công nghệ chống chói. Thì hiện nay thì đa số tất cả các màn hình đều sử dụng tấm nền IPS và có cái công nghệ chống chói để giúp cho chúng ta có thể hoạt động ở môi trường ánh sáng cường độ cao, ví dụ như là ban ngày ở bên ngoài quán cà phê các thứ chẳng hạn, kiểu như vậy. Nhưng mà có lẽ là sẽ rất khó để chúng ta có thể test được rằng, hay là nhìn thôi là có thể biết được rằng là đây có phải là một tấm nền IPS xịn hay không. Vậy thì cách đơn giản nhất là gì? Các bạn hãy mở chiếc laptop này lên và xem video hay là làm cái gì đó để có thể sáng màn hình và chúng ta có thể nhìn trực tiếp vào màn hình đấy. Sau đó chúng ta sẽ đánh giá được là nhìn từ góc bên trái này, góc bên phải này, hay nhìn xa hơn một chút, nhìn từ cao xuống rồi cường độ ánh sáng mạnh hơn thì em nó có nhìn rõ hay không. Cách đơn giản nhất là có thể test được nhá. Tiếp theo nó hơi chuyên môn thêm một tí nữa cho các chị em nhá, đó chính là về độ chuẩn màu sắc. Thực ra thì nếu mà chị em chỉ mua về với nhu cầu mình kể trên, đó là ngắm các oppa, xem phim các thứ ấy, thì mình sẽ không dùng cái từ độ chuẩn màu sắc, mà chúng ta phải xem là cái màu sắc nó thực sự là có nịnh mắt, có vừa mắt mình hay không. Thì cách cũng rất là đơn giản, đó là như mình đã nói lúc nãy, các bạn cứ trực tiếp test là xem là em ấy cái màn hình như thế nào, xem các video 4K ở trên YouTube chẳng hạn, thì các bạn có thể nhìn thấy là màu sắc này có phù hợp với cả cái thẩm mỹ của mình hay không, như thế là được đúng không? Còn nếu như bạn nào mà làm chuyên dụng hơn một tí, động một chút đến đồ họa dựng các thứ này thì các bạn mới cần quan tâm, ví dụ là phần trăm của sRGB hay là DCI-P3 đúng không? Nhưng mà những cái thông số đấy thì mình cũng có thể cung cấp thêm, nó sẽ dao động từ khoảng 90-100% của hai thông số trên là có thể phù hợp rồi. Và ngoài ra thì một cái cũng có thể nhiều bạn nữ không để ý nhưng mà nó cũng rất là quan trọng đấy, đấy chính là độ sáng của màn hình. MacBook thì chúng ta không cần phải nói đến rồi, độ sáng của em nó ví dụ như là 450 hay 500 nit, kiểu nó rất là dã man rồi, chúng ta có thể xem ở trong một cái môi trường cường độ ánh sáng cao vẫn có thể nhìn rất là rõ màn hình bên trong. Còn những em mà giá rẻ hơn một tí chẳng hạn, ví dụ như những chiếc màn hình có độ sáng dưới 250 nit thì nó sẽ hơi khó khăn cho chúng ta trong việc đấy. Thế nên các bạn nên lưu ý là chọn những chiếc màn hình có độ sáng khoảng cỡ là chắc là trên 250 nit trở lên, 250 đến 270 trở lên là sẽ ok, phục vụ tốt cho những cái nhu cầu cơ bản của các bạn nhé. Và ngoài ra thì mình còn có thể giới thiệu thêm cho các bạn một option nữa, đó chính là Asus ZenBook 13 OLED. Nghe OLED là mọi người hiểu rồi đúng không? Là màn hình OLED. Cái này chúng ta sẽ hay thấy ở màn hình điện thoại hay là màn hình TV này. Nghĩa là con màn hình này sẽ rất là đẹp, mà xem phim gì, ôi giời, đẹp thôi rồi, mọi người không có gì mà phải bàn nữa cả. Và cái tiêu chí thứ tư mà mình muốn nói đến ở đây là hiệu năng ổn định. Cái từ này thì nó lại kiểu hơi chuyên môn, có thể phụ nữ hóa cái từ này, nó sẽ thành như kiểu là máy này khởi động nhanh, này chạy mượt này. Ok, đấy, mọi nói như thế mọi người sẽ rất là dễ hiểu đúng không? Thì cái yếu tố nào để quyết định được là máy này sẽ khởi động nhanh, chạy mượt nhiều tác vụ, đó chính là cái phần cấu hình của em nó, ví dụ như là CPU, ví dụ như RAM hay là SSD. Để một con máy có một cái hiệu năng ổn định, phục vụ được các tác vụ hỗn hợp cơ bản bây giờ thì các bạn nên chọn những chiếc máy có CPU, đó là từ i3 đầu 10 trở lên hoặc là Ryzen 3 4000 series trở lên. Đó, thì các bạn cứ chọn những con máy tầm đấy trở lên thôi, tùy thuộc vào cái giá tiền và cái mong muốn của các bạn. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ nói đến là RAM. Thì mình nghĩ bây giờ RAM 4GB nó là quá là xưa rồi. Đó, thì chúng ta nên chọn là từ 8GB RAM trở lên nha.
tối thiểu là 8GB trở lên. Ổ cứng SSD thì các bạn nên chọn SSD là bộ dung lượng ổ cứng từ khoảng 512GB trở lên để cho chúng ta có thể sử dụng rộng rãi, thoải mái, lưu trữ. Và mình nghĩ là những cái máy trang bị tầm trung, tầm rẻ, ví dụ như tầm 18 triệu trở lên thì cũng đã có được cái trang bị là SSD 512GB trở lên cho các bạn rồi. Nếu như các bạn còn muốn giải trí cao cấp hơn là chơi game, các tựa game nhẹ nhẹ thôi, ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại, những cái tựa game như thế thì các bạn cũng có thể quan tâm đến nữa, đó là card màn hình, là VGA. Và cái tiêu chí cuối cùng mà mình đã đề cập đến trong video ngày hôm nay đó chính là về độ bền của một chiếc máy cũng như là pin của em nó trâu như thế nào. Nói về độ bền thì có lẽ những cái tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL, STD8T gì gì đấy là mọi người kiểu nó hơi xa lạ một tí đúng không? Thì chúng ta cứ hiểu đơn giản là về cái độ chất liệu vỏ như thế nào, build máy như thế nào, chất liệu vỏ như thế nào, độ bền thì chắc chắn là mình tin là các bạn cũng sẽ dễ dàng hình dung được là những chiếc máy mà được có chất liệu vỏ làm từ kim loại, hợp kim nhôm, magie các thứ thì nó sẽ bền hơn là những chiếc máy làm bằng nhựa đúng không? Về nó cũng cảm giác cho chúng ta một cảm giác là sang trọng này, cứng cáp hơn, và đặc biệt là nó sẽ chịu được những cái cú va đập mạnh hay là như thế nào đấy thì nó cũng sẽ bền hơn nhựa rất là nhiều. Còn nói sâu hơn về cái độ bền tiêu chuẩn quân đội Mỹ thì nó sẽ là kiểu như là những cái chỉ số mà thể hiện được là nó sẽ chịu sự va đập như thế nào hay là nó sẽ chịu được cái nhiệt độ nóng lạnh như thế nào. Khi chúng ta sử dụng máy thì chắc chắn là máy sẽ nóng lên, rồi không sử dụng nữa máy sẽ lạnh, rồi hay là ngồi điều hòa. Đấy chính là những cái yếu tố để có thể quy chuẩn ra độ bền quân đội Mỹ kiểu như vậy. Có thể kể đến ở đây độ bền ấy, chúng ta hay nói đến những chiếc máy Dell ngày trước đúng không? Dell thì nổi tiếng với độ bền, dùng kiểu rất nhiều năm sau vẫn khá là ổn ấy. Nhưng mà thực ra bây giờ thì nó cũng không còn như thế nữa, tất cả các hãng đang cố gắng nâng cấp cái độ bền của máy cho cái thời gian sử dụng của các bạn có thể kéo dài hơn. Và quan trọng nữa là cái do người sử dụng, tần suất sử dụng như thế nào, chúng ta có giữ gìn máy của chúng ta hay không, hay là thường xuyên đập này đập kia rồi vác cái nó đi khắp nơi thì cái này cũng rất là khó nói đúng không? Rồi tiếp theo đến sẽ là pin. Thực ra nói đến cái tiêu chuẩn để đo pin như nào là pin trâu thì thực sự nó cũng không có một cái tiêu chuẩn cụ thể nào, bởi vì pin nó sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào cấu hình của máy, có nghĩa là cấu hình của các bạn càng khỏe thì các bạn sẽ càng ngốn pin nhiều hơn. Nhưng mà dựa theo cái tiêu chuẩn về cấu hình mà mình đã nói đến ở trên về phần hiệu năng thì chúng ta sẽ có từ i3 đầu 10 trở lên hay là Ryzen 3 4000 series trở lên đúng không? Đấy thì những cái cấu hình như vậy thì mức pin tối thiểu để cho các bạn đánh giá là đây sẽ là một cái pin trâu ấy thì nó sẽ vào dung lượng pin là sẽ là khoảng 60Wh. Với dung lượng pin như vậy thì các bạn có thể sử dụng các tác vụ hỗn hợp khoảng cỡ chắc là 6-7 tiếng mà các bạn không cần phải sạc lại. Và trên đây là 5 tiêu chí mà mình vừa mới đưa ra cho các bạn. Mình xin nhắc lại một lần nữa, đó chính là thiết kế đẹp, đa dạng này, mỏng nhẹ này, màn hình đẹp, hiệu năng ổn định và độ bền và pin trâu. Đó là 5 cái tiêu chí mà các bạn nữ thường xuyên quan tâm khi mà chọn mua một chiếc laptop, nó sẽ tương đối khác với cả những anh con trai đấy. Trên đây mình cũng đưa ra khá là nhiều cái option, đưa ra khá là nhiều cái recommend cho các bạn xem là chiếc máy nào phù hợp với từng tiêu chí. Vậy thì có những chiếc máy nào có thể đáp ứng được tất cả tiêu chí không? Có chứ, chắc chắn là sẽ có những chiếc máy như thế để có thể giúp cho chúng ta đưa ra quyết định mua một cách dễ dàng hơn. Thực ra có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng mà trong ngày hôm nay phụ thuộc vào tình trạng hàng hóa của Hacom cũng như là cái sở thích cá nhân của mình thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy mà mình có thể nói ở đây là đáp ứng được 5 tiêu chí mà mình vừa kể trên. Và chắc chắn là các bạn cũng rất là dễ dàng có thể đoán ra được chiếc laptop mà mình sẽ giới thiệu review nhanh trong phần tổng kết đáp ứng 5 tiêu chí ngày hôm nay sẽ là chiếc laptop mà mình để lên bàn từ đầu video đến giờ đúng không? Đó chính là một chiếc laptop có tên là Yoga Slim 7 đến từ Lenovo. Nghe slim là mọi người đã hiểu em nó mỏng nhẹ gầy như thế nào rồi đấy. Đến với từng tiêu chí theo thứ tự mà mình đã nói đi, chúng ta sẽ nói đầu tiên là đến với thiết kế đẹp và đa dạng. Nó cũng là một chiếc laptop rất là mỏng nhẹ. Mỏng nhẹ ở đây thể hiện ở chỗ đó là độ dày của em nó sẽ là 1,5cm, còn trọng lượng sẽ là 1,36kg. Và đương nhiên em nó sẽ là một chiếc laptop 14 inch. Màn hình thì siêu đẹp luôn nha mọi người. Phiên bản trên bàn mình đang là phiên bản i7 thì sẽ có màn hình với độ phân giải là 2K, có thể phục vụ rất là tốt, quá là tốt cho cái nhu cầu giải trí, xem game show, xem oppa của các bạn luôn. Với phiên bản thấp cấp hơn đó là i5 thì các bạn sẽ có một màn hình đó là Full HD. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cấu hình của em nó nhé. Và phiên bản trên bàn mình đây có cấu hình đó chính là một CPU đến từ Intel i7-1165G7, RAM 8GB và dung lượng ổ cứng SSD là 512GB. Và em nó hoàn toàn có thể chiến được những cái tựa game phổ biến và nhẹ hiện nay, ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại, bởi vì em nó có tích hợp VGA onboard thế hệ mới đó là Xe Graphics. Em Yoga Slim 7 này thì được build vỏ hoàn toàn bằng kim loại nha mọi người.
rất là chắc chắn và mang lại một độ bền rất là cao. Và ngoài ra thì em nó còn có cái khả năng gập mở lên đến 180 độ như thế này. Cái chất lượng bàn phím thì cũng không phải là một yếu tố mà mình đề cập từ trước, nhưng mà vẫn phải dành một lời khen cho những chiếc bàn phím của Lenovo. Thực sự mà nói thì chiếc bàn phím này có cảm giác bấm và cái sự đàn hồi rất là tốt. Cái thanh touchpad thì nó cũng khá là nhỏ, bởi vì đây là kích thước 14 inch mà. Tuy nhiên nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhiều cái thao tác của chị em đâu, bởi vì là nếu mà cần những cái thao tác phức tạp hơn thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng chuột ngoài rồi. Và mỏng nhẹ như thế này nhưng em nó sẽ vẫn được trang bị khá là nhiều cái cổng kết nối đầy đủ hiện nay, ví dụ như là USB, ví dụ như là Type-C. Và Type-C chính là cổng sạc của em nó luôn. Đây sẽ là một công nghệ sạc nhanh mà mình tin là nó sẽ mang đến cho một cái dung lượng pin cũng như là hiệu suất sử dụng pin tương đối ổn định. Đó, với tất cả những thứ mà mình đã giới thiệu cũng như là cung cấp cho các bạn thì các bạn đã tin là em Yoga Slim 7 đến từ Lenovo cũng sẽ là một em đáp ứng được hầu hết tất cả các tiêu chí của chị em phụ nữ chúng ta hay chưa. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều những chiếc máy khác cũng như vậy, chỉ cần là chị em thích là được. Chính vì thế là chị em có nhu cầu thì có thể đến với các cơ sở của Hacom để có thể được tư vấn. Ở đó thì cũng có khá là nhiều bạn, hình như chả có nhân viên tư vấn nào là nữ hay sao mọi người ạ. Mình để ý là như thế. Nhưng không sao, các chị em cứ liệt kê tất cả 5 cái tiêu chí mà mình vừa nói thì chắc chắn rằng mình tin là các bạn sẽ mua được một chiếc máy phù hợp với nhu cầu của các bạn. Nếu mà thấy video này hay và hấp dẫn thì đừng quên tặng cho mình một like và một subscribe nha. Và nếu các bạn muốn chúng mình tiếp tục làm những cái chủ đề như thế nào thì các bạn có thể để lại ý kiến ở phần comment, chúng mình sẽ đọc tất cả và có thể tiếp thu cũng như là đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các bạn. Và hy vọng là qua video ngày hôm nay, chị em phụ nữ của chúng ta sẽ tự tin hơn, chủ động hơn để có thể mua được cho mình một chiếc laptop ưng ý nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và mong sớm gặp lại trên Hacom.